trong học đường như thế nào. Thì cái học đường là cái tóc dài đường đường, các bạn đánh các bạn trúng đầu bạn mưng 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 vậy thì người ta sẽ nắm cái tóc bạn kì kì cái đầu xuống đó, có nắm tóc nhưng dân dân đi ra thì mất tiêu cái tóc luôn. À, cách nè, rồi khi mà mình bị nắm tóc nè, nó nắm tóc rồi nó lên cối nó đấm cuốn tôi xua hết trơn á, là mình lúc đó mình không nhìn thấy đường rồi phải không? Lúc này chúng ta bước chân vô chúng ta ôm chặt tiếp bạn rồi. À, bước thẳng vô luôn, bước thẳng vô, ép cái đầu vô. À, rồi việc đầu tiên khi mà nữ bị nắm tóc thì mình không có chạy, hay mình chạy người ta ném kéo lại là mình té luôn nha. Rồi vậy bây giờ mình chỉ có một đường thôi, là mình đi ôm chặt vô và ôm chặt đầu. Rồi tay mình kéo cái hồng ta sát cái người mình nặng lôi mình cố gắng mình chạy thì mình càng bị giật nữa không. Thì bây giờ chỉ có cách làm, chỉ có cách là chúng ta bước cái đầu vô, ôm hai tay trước chân sau mạnh lên để mà nó giật mình té đó, không chắc vô rồi cái đầu là đau đó, bỏ buông thì mình sao chạy. Rồi nha, ủa bạn này là kéo bẹp, kéo bẹp quá là gì, mình hôn lên thì gần cái này ha. Ví dụ mình thấy nó cái đầu giật ra được chuyển thêm. Thứ nhất là mình không có thể hiện cái độ quá hiếp chiến người ta, ví dụ như giờ bạn sao quýnh lộn hay vậy là đóng là nguyên tên là chảy vô đó mình điều tác mình đỡ được chưa. Rồi mình đỡ thì tình huống này mình đỡ, ví dụ như mình giờ xung quanh đây là mình không chạy được rồi phải không, là tình huống này mình chỉ có đỡ là mình ôm kỳ người ta lại thôi. À ôm kỳ lại. Ở ví dụ như bây giờ ở sao mình có tới đánh tình được chưa, là mình sẽ chạy mình ôm vô mình nhắn mình chạy xung quanh mình lắc qua.